đó. Ủa con gì vậy, con gì vậy? Từ từ. Ôi ôi con phi nữa bạn ơi. Ôi thêm một con phi nữa. Ôi. Từ từ anh Châu ơi, để đứng. À, từ từ thôi. Wow, con này còn bự hơn con nãy nữa nha các bạn. Bự lên năm liền để. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Bự hơn cá này. Ôi, năm, rỡ vô năm, năm. Ừ, con cá lại nữa. Ủa ừ, mẹ ơi. Ê. Quá cá lưỡi luôn, ù què nó. Quấn luôn hả? Nè, kiếm được con nè. Đó, trời con cá. Trời ơi, con này. Con này bự hơn con nè. Gì nữa đây? Trời ơi, mãi cũng được con cá rô biển nha các bạn. Tính ra từ đầu tới giờ 3 tiếng rồi mới được con cá rô nè. Vui dữ không mãi? Quá vui. Coi coi kỹ lại con cá này nó có mắt không nữa. có mắt, ờ có mắt. Này mấy anh em đi câu cá nha các bạn. Hôm nay đi bắt rắn đã rồi. Hôm nay chuyển qua đi câu cá. Qua đằng mát quá. Rồng đó. Đâu? Đâu mãi không rồng đâu. Mãi chiếu đó, nhầm chiếu đó. À nhỏ rồi mình nhìn thấy sao hay dữ vậy? À đúng rồi anh thấy rồi. Quan trọng là giờ cái khúc mà mình câu cá dính nhiều nữa mới đã nè. Mẹ nó dịch xuống rồi, dịch đụng quá đi. Ủa bà vừa đó, bà vừa nè, cái cây đâu. Cầm bèo dâu đây hả? Ừ. Mình chưa nó ăn. Có thấy thuốc đạp, thấy đuôi. Cái gì? Đang nằm trong mấy lỗ chỗ này. Ủa cái này là cái lục bình hay gì ngộ vậy anh Châu? Bèo dâu. À bèo hả? Bèo dâu là quý lắm. Ủa, này là bèo dâu nha các bạn. Nhìn lạ quá đó giờ mới thấy luôn. Này dằn lưới, không đeo lưới đây dằn tưng. Này là anh Năm nha các bạn. Nên anh em đi câu đánh là mồi dế. Địa thế ngon quá mà không biết cá bự không. Ủa Tấn ơi, rồi giờ anh Châu nói anh Châu nhậu không nổi rồi làm sao? Thấy gì chứ lát sạc đầy học là được anh ơi. Lâu vậy đó, ngày hôm qua cũng vậy đó. Trời ơi, chưa hết. Chưa, để chừng nào nó lút phao kìa, cá bự ăn chứ cá nhỏ là giật giật vậy đó. Cá nhỏ. Đang lại chỗ này nè. Nhưng mà bển nhìn trống quá. Nó. Nhịp nhịp đó. Lúc phao cái đi. Không có cá gì hết. Năm liền bước qua hầm bên kia coi trống không năm liền. Trời ơi. Nào vậy? Anh Châu đổi điểm qua đây rồi nha các bạn. Làm gì đây? Rồi em chào anh. Cái này có anh. Ủa Tấn, cá này bắt hồi nào Tấn? Mới bắt anh. Ủa này có hình như có cái tre vàng hả? Mày đắt nha. Đây, giờ cái gì á? Nước sôi ra. Này rắn lông thường các bạn. Ừ, đúng rồi. Con này bữa hình như 2,6 kg không Tấn? Đúng rồi, 2,6 kg. Con 2 kg. Con 2 kg mặn rồi, ăn rồi. Chín nạn. Ừ, bữa qua chụp hình đó. À. Chín nạn khúc nào? Trong thiệt. Đây có rõ đây nhiều lắm, đây còn rắn thường. Mày văng hả? Nó luôn, lật cho mình luôn. Trả ra được rồi. Bây giờ tôi lọt rồi đó, nó ấy hết lát nhiều luôn nè. Ừ. Cắt cái đầu đi ấy. Đủ xỉn nè. Đây là kéo. Ôi, con này tập trung nghe không hết. Nói chung con này là dài chắc cũng cỡ 2 thước rồi các bạn. Hai người mặn sao? 2 thước.
2,6 kg mà bởi là nó dài quá. Mét mấy đó? 2 mét. Tôi nghĩ là cả 2 mét luôn á chứ. 2 mét đó. 2 mét luôn, tại tay mình giới thẳng lên là bao nhiêu rồi? Giới thẳng lên mà còn đụng đất á. Ghê mà ruộng. Chim xù. Chim xù. Ôi. Con này bị quá chậm. Không có phải giang ư dữ vậy mày? Đứng đi. Được cái lóc đã quá. Con này bự ghê. Quá chim xù cũng được. Hai cái rổ này tính ra bề hoành 5 tấc, mua hết cái rổ luôn, đầy nhóc luôn. Giờ nó mía lên quay cái rút cái cầm ra đây. Trời ơi, con rắn nó mập nè, mở nè. Đó, rồi mở luôn các bạn ơi. Cái lá mía dài cái hai gang tay luôn. Chùm mở luôn. Ôi giời. Ai mà hồi nấu đi người chùm đó là coi như tới đây nghỉ luôn á. Cắt người khúc miếng ăn. Giờ nó béo rồi. Không được. Nát luôn á chứ. Bệnh luôn á. Đây là quất à. Nghe vô là rút ra. Dài quá không vậy? Ừ, trời ơi vậy. Dài quá nó mấy. Đó nó thiệt. Trời nó ngon chứ. Trời ơi vậy là chú tự mỗi cái chú mỗi cạp cứ nửa ly rượu đế chú cạp một khúc vậy đó. Lấy dao đi, cái này cũng kéo là cứng quá. Lấy dao mới được. Kéo. Thôi không, mới để vô thớt đi. Thớt bự rồi mà, số bự rồi. Đây đó. Đây tao vịn phụ quá. Qua trời. Rắn bự rồi phải người cắt người vịn luôn nè. Đặt nó đợi khúc đi. Thôi. Đặt nó đợi khúc rồi ta. Cắt xong rắn này hồi nữa là phòng tay chắc luôn. Phòng tay. Ừ. Chở ra vì lấy dao chặt ra đi. Dao chặt. Nè. Con rắn bự quá, giờ chắc con rắn này tới 3 người luôn nha các bạn. 3 người chắc mới xể nè. Đừng có vô bãi, tao chặt nó từng mãi. Sao ông vừa chặt được họ vô lưng gì vậy? Chặt lòng không ngon. Cá trê chim giòn nha các bạn. Còn đòn này đậu đen ha. Đậu đen này hồi nấu rắn nha các bạn. Rồi rồi, đó. Đó, còn con rắn nữa. Thơm rác như mùi rồi đó. Cơm mẹ. Cơm mẹ. Này là cơm mẹ nha các bạn. Ủa mình đổ nước mắm vô đó cơm mẹ ha. À mắm này nhà làm ha. Đây là cái mắm đồng nha các bạn. Thơm phức luôn. Cái mắm này ai ăn quen mới ăn được chứ mới lần đầu là ăn không được nè. Nhưng mà ăn được cái là ghiền luôn. Đường ha. Này không có ớt vô nữa ha. Anh Năm đọc xả hầm rắn nha các bạn. Cái gì đắt cắt khúc á. Đúng rồi, anh đập dập dập ra đi mình cắt khúc. Chạy đầu á. Sao Năm không cắt luôn? Quay keo cắt. Coi keo tổng chưa? Ở trong đây là mát mẻ lắm nha các bạn. Ở trong đây là nguyên một hàng dừa, đường đan dài, mát mẻ luôn. Cái gì? Cắt tốt ghê. Đó chút nữa hồi mình hái dày lá. Anh thấy ớt hà nè, chút hỏi anh coi ông có xịt thuốc không nữa đó. Này dừa sim xanh nha các bạn. Châu ơi, có được con nào chưa?
Ôi đi câu cá lóc mà giờ dính cá chốt luôn hả? Chốt trâu hay gì anh? Anh Châu anh đi câu cá trê là cá lóc các bạn mà giờ dính cá chốt luôn. Trời ơi. Bự dữ vậy? Ừ. Nãy giờ sải mấy con. Ừ, hai con cá chốt. Chốt ghê không? Ghê thiệt. Cậu lên nào. Trời ơi, lâu lâu dính đường con mà nó sảy luôn rồi. Nãy giờ ghiền cá chốt rồi nè, đụ má. Lâu lâu dính đường con sảy luôn rồi nghe mấy bạn. Người ăn chừng 3 con đục cùng bữa cơm. Đấy, kiếm cá chốt về kho ăn rồi. Hôm nay cả chừng 5 con về là mình kho nồi đất á, về là ăn cơm là thôi đã luôn. Ăn là tính ra là ngon cũng ngang ngửa với lại tôm hùm với lại mấy con Alaska đồ luôn chứ bộ. Gom lại rồi đó, cầu về cái nếp rồi nó quá trời. Đập chốc là khô lắm. Có gom lại là nó dạng lắm. Rồi được một em nữa. Chốt nữa luôn. Chốt nó như anh em cá chốt quá bự luôn anh em ơi. Quá trời hay không. Trời ơi, trông hay quá. Phải là lưỡi câu bự quá. Câu bự gì tao giật tao khỏi ăn luôn mồi luôn, tao giật chứ được lên à. À không dính mồi luôn. Rồi. Giật khỏi vô họng luôn. Đúng rồi, cái lỗ gan nó dướng giật đại nó móc cái gì. Tao giật kỹ thuật vậy đó, câu cá. Này là phải ngay một đàn cá mới giật vậy được chứ một hai con sao giật dính. Ủa sao không bỏ vô bịch đi giật quậy. Bẻ ra, bẻ ngạnh ra. Cái lỗ kiếm thòng đi lắc là lẩm vô hả? Kiếm thòng. Dính không? Nó có chứ, nó lại hổ đó coi. Quay tạch đem quay xuống luôn á. Có nãy em đi em quên đem chứ, phải đem quay luôn. Máy bay hả? Giờ ừ. Máy bay thứ coi hành xử mới quay camera hả? Ừ. Đúng rồi anh. Đó kiểu lai cam á. Hành xử mới quay camera. Ráng ráng mình giật cỡ chừng 7 con nữa đi anh Châu. Đừng chục con là mình nghỉ được rồi đó. Không cần giải trí chứ đủ ăn. Con cá đang ăn đó. Giật trong cái mày á, con nào như con ấy luôn, nội đều tưng luôn. Quá được tưng luôn. Con đẹp, ơi là đẹp. Mực rượu không? Rồi ngon lắm. Trang gái 18 luôn. Con này là ăn đúng không? Chứ không phải giống hên giống con nãy phải không? Rồi rồi. Trời ơi, con này trời ơi sao ăn được. Bỏ vô bịch luôn đi. Thật câu cửa thật vậy đó, không có cần dính đụng quá. Mấy con ơi. Mấy con ơi. Đúng con đụng quá nãy. Con kiếm thêm 6 con nữa đủ chục. Đầu hên giữ trời giật cái dưới mà. Ừ, tao giật kỹ thật vậy thôi. Đi. Này là kêu hay không bằng hơn á. Dính đi gì nãy nữa hả? Châu thì có mấy con chim nữa. Con cá không kịp ăn luôn nha các bạn. Anh Châu ảnh giật ngược ở dưới lên luôn, cá không kịp ăn mồi luôn mà dính quá, luôn. Á, Châu là câu cá vậy không chứ nó cần chi vô họng. Cá mà ăn nó tội lỗi lắm, giật chứ ngược lên vậy đó. Nè, câu lấy câu không à, không tiếng nha. Thấy là muốn giật xuống ăn thằng bà. Cái mồi dế này thì nó nhạy ha. Cá nào cũng thích. Đúng rồi, giờ tới chiều còn lâu. Ngày đó bày cá hồng tông hay sao á, đĩa lông thần. Nãy giờ giống như để anh Châu hút điếu thuốc là giật con á. Hút đại. Anh Châu hút lẹ đi anh Châu. Hút lại hết gói đi. Đi vô luôn, đi vô nhà luôn. Có đua ông nữa kìa ông nội ơi. Châu giờ điểm nữa nha các bạn. Điểm này là cũng là 4 điểm rồi đó. Điểm được con cá chốt, giờ điểm thứ tư rồi được 4 con rồi đó, giờ tiếp. Có liên cạn có không? Vậy. Bèo có liên. Ở đây có nuôi ong luôn nha các bạn, để lại trứng dở ong cho các bạn cùng xem. Nó đi hay gì rồi? Rồi nó đi rồi. Trời ơi. Không nuôi ong mà không có con ong nào luôn, giờ có con thằng nào. Trời ơi. Hàm bèo nào đâu đi ra câu nữa ơi. Bèo đâu? Bèo đó. Con hàm này đi. Ôi, cái mai này hàng hiếm luôn hả? Đâu mà thẳng băng dữ vậy mà cao dữ. Ủa hàm ăn lẻ à? Đâu con cặp với cây bên kia mới để cao luôn. Trời ơi, cái mai này cao. Chắc 5 thước nha các bạn. Này đúng là cảnh quê yên bình luôn nè. Hai bên dừa không á? Dừa mát mẻ.
Má đi Hà có hai cần câu à. Ừ. Ừ. Anh Năm đẹp trai nha các bạn. Đây mua đâu? Ở đây chứ đâu. Chủ yếu là câu vui mà. Ôi ôi con cá phi. Cá phi hai tay tượng. Rồi 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 rồi. Rồi lên lên cho. Ồ ôi cá phi đã quá. Lên nè. Giật như vậy mới mê nè. Biết gần chứ mẹ. Công một câu luôn. Ồ con cá này. Cá là 700g lắm. Giải ra liền. Sao này có giật ở dưới nữa không? Không, này vô hồng à. Vô hồng hả? Ừ. Cá này ăn lại chứ không phải ăn. Cá này thiệt chứ không phải giả. Mình đâu đựng. Vô lấy cái thùng đi. Nãy giờ được con cá phi này bự nhất nha các bạn. Để Năm cho vô bịch luôn Năm ơi. Bự quá vậy? Cái nào cũng được cho vô bịch luôn. Không được đâu, có bịch nhỏ xíu vậy. Chứ bịch khác. Thì quá. Trâu hay quá, sắc cá. Chết. Cái này câu hồi là cũng ở đầy thùng luôn đó nè. Anh Châu này cũng là cần thủ nha các bạn. Cần thủ của Sa Mi Lạc đó. Anh Châu hình như cũng anh em với anh Ba Trà Cú hả anh Châu? Ừ. Ba Trà Cú nè, bỏ xuống này, chút xíu dịch nữa nè. Quá cục mồi quá sức. Cái cục mồi này thì cá bự mới ăn chứ cá nhỏ đâu ăn nổi. Ừ. Đó, cá nữa coi. Cá nữa có gì, không liền nữa bây giờ. Đó. Thì sao vậy? Đó, sao? Đúng rồi, mồi thú đi cháu. Ờ đó đó đó. Trời ơi. Đó. Cái con. Cái con dính bên hông nữa. Cá này. Cho trong quay gần cái anh cháu. Quá. Hàng độc nha các bạn, dính ở bên mang. Câu này là câu cá vậy không á. Quá, câu cá dính ở bên mang cá, cá chưa kịp ăn vẫn dính. Cái miệng nhỏ con mồi nó bự quá đó là cái lạng. Dính cái hông mà hông không mang. Gì đâu mà dục. Con dục bảy bả không? Con đó chích là đã đó, phê đó. Thôi cho con bự này vô luôn đi Năm. Má cái phì mập quá trời ta. Cái con này. Mình nói con này là phải hơn nửa ký nha. Để nó vô hết đó, đầy thùng luôn kìa. Một con. Ở điểm thứ hai coi là có cái chốt, có cái phì rồi. Đó là gom nha anh em. Đó là gom nha anh em. Đó đó đó. Đó. Đó, 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 đó. Ủa con gì vậy? Con gì vậy? Con gì vậy? Từ 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 từ. Con phi bự nữa. Trời ơi, con phi nữa bạn ơi. Ôi thêm một con phi nữa. Ôi. Từ từ anh Châu ơi, đi Đức. À, từ từ thôi. Wow, con này còn bự hơn con nãy nữa nha các bạn. Bự lên năm liền để. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Bự hơn cá này. Trời ơi. Năm, gỡ vô năm năm. Bự hơn cá nãy nữa. Trời ơi. Ủa mẹ ơi. Ê. Quá cá lưỡi luôn, ủa què nó. Quớ luôn hả? Nè, kiếm được con nè. Đó, trời cục cá. Trời ơi, con này. Con này bự hơn con nãy. Gì nữa đây? Trời ơi, mãi cũng được con cá rô biển nha các bạn. Tính ra từ đầu tới giờ 3 tiếng rồi mới được con cá rô nè. Vui dữ không mãi? Quá vui. Coi coi kỹ lại con cá này nó có mắt không nữa. Có mắt, ờ có mắt, có mắt. Quá anh Châu đúng là cần thủ. Này toàn bộ anh em bữa nay câu là mồi dế nha các bạn. Đó đó, lòi lòi đó. Từ từ với nhau biết không, bây giờ nó giải này nó chạy đi lắc cái gom lại thì nó. Bánh nè, bắt đầu bánh nè nha. Bánh nè. Đó, ý. Sớm quá. Dịch cho nó lội. Nó đồng luôn. Đặt đứt cỡ luôn chứ.
gió dữ ta. Tự nó mạnh lắm. Tính ra hai cá phi vậy là mình cũng đã ngon lành rồi đó anh Châu. Đó 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 nữa hả nữa hả nữa nữa nữa. Ôi anh Năm Năm né né Năm ơi Năm. Đã ghê. Từ từ anh Châu ơi coi chừng đứt lưỡi. Này thả bắt. Này hả này con này nhỏ hơn hai con nãy. Cho cái đậu. Này là đúng là đì anh Năm nè. Ta bỏ thùng để rác rồi bỏ là không ăn. Không bỏ vô là ta đổ xuống hết. Phóng xanh hả anh? Phóng xanh rồi. Năm liền mà tới mùa nước đủ quá theo đi câu gỡ cá hồi xỉu luôn á mọi người. Tôi câu cá câu tay nè, theo tôi là gỡ cá hồi xỉu á. Được 3 cá phi, 4 cá chốt nha các bạn, chốt giấy. 5 cá chốt. 5 rồi hả anh? Tình hình là sao rồi mày? Đang ghé. Đó đó. Được rồi, dính rồi đó. Đó đó, ý. Đó, con, ấy, con cá này đẹp quá ta. Đó, dạ, cái gì, cái gì, cái gì? Cá đuôi hồng nữa không? Ừ, cái đuôi hồng không? Đuôi hồng. Ồ, cá đuôi hồng nha các bạn. Đẹp quá. Rồi, dở lên từ từ thôi, đi đi. Từ từ. Đó. Mãi mãi cầm cá quay lại luôn mãi cho anh quay mãi. Đó đúng rồi. Đó đẹp luôn hạ xuống xuống mãi ơi. Rồi ok. Cá này già rồi ăn được rồi nấu lẩu đâu. Này là cá đực hả? Nhìn cá đực hả? Cứng. Ui vậy là bữa nay mình ngon lành rồi. Nó cứng lưỡi. Cứng lưỡi. Thả bên đây. Mình thả luôn hả? Thả đi. Ừ rồi. Con cá đó hơi nhỏ nên thả luôn nha các bạn. Quá mãi hay quá mãi ơi. Làm thêm con nữa rồi nha mấy bạn. Đỏ con này. Cá này mập rút luôn. Mập nhưng mà nó không bự bằng hai con nãy. Cá này con trứng nè. Bụng bự quá hả? Trứng hà cứt gì nè, một đống. Đưa mồi cho mồi hết. Đó. Chắc nó ăn cái ba cái rong nhiều quá nè. Cứt nè. Chị cứt. Rồi, mãi mới dính được cá chốt nữa nha các bạn. Máy giật lẹ quá không kịp mở máy luôn. Đó, đó, rồi. Dở lên cũng dính luôn à. Dở lên dính luôn. Hên dữ. À mà cá mè nhiều. Mấy anh nãy giờ cá mè. Cái gì vậy anh Châu? Ơi câu dính cá thắt lát luôn nha mấy bạn. Thả lại Châu. Cho vui mà. Ồ, mấy giám đốc coi kìa, quay ông như giám đốc coi mày vui. Wow, ở đây mát mẻ lắm nha các bạn. Nguyên cái rừng dừa này quá chừng rộng mênh mông. Đây con nằm trên là cá tai tượng. Mấy con lú đầu bự bự này là cá phi các bạn. Giật mình luôn. Giờ mình nghỉ được chứ anh Cần Thủ? Nghỉ dây câu về dây chọc con dế này. Chào cháu. Chào mọi người dây. Chào mọi người cho nhậu chút này dây. Ủa cá trước khi về phải tới rồi vô mé nó quậy con nào nãy bệnh luôn tới. Mé bệnh nãy em ngồi phải không? Này vừa xin xanh nha mấy bạn. Vô mấy ơi. Tổng chưa bán cặp mai trăm triệu à. Có ở trong nhà ha anh? Ừ.
cây dưới á. Lâu chứ cây nào hai cây. Đó. Thằng lát, thằng lát. Thả đi. Mẹ là quỷ này. Được con cá thằng lát. Ôi con này cá gan anh Châu. Ừ, mở tay. Thả luôn hả? Cá này có 100 gram à. Ui. Rồi sức luôn. Má ơi. Rồi, ủ má số phận rồi mẹ ơi. Số phận rồi đó. Tính ra anh Châu câu hay con gì anh Châu câu cũng dính ta. Đi giặt đây nè. Hai lưỡi đi anh. Hai gì đi vô luôn chứ hai nữa. Đi giặt đây coi. Ủa, vô vô vô. Rồi anh em mình nghỉ thôi nha các bạn. Nãy giờ câu giải trí nhiêu đó là được rồi. Vậy là cũng là thành công rồi. Đổ nước ra hả anh? Nhất nhật. Rồi, đem vô luôn. Bỏ vô bọc cái sốt luôn đi. Bỏ vô chập nó luôn đi. Chấp đây ngon. Mình thế dục luôn thôi. Rồi rửa không? Năm rửa không? Xóa nước vô không? Mấy cá chốt này bự lắm luôn các bạn. Này là kha hang cá phi bự nữa nè. Anh Năm ơi, cái này nó còn sống mà anh Năm? Cá phi này nè, con chắc phải cỡ nửa ký quá. Ôi cá chốt đã ghê. Thôi này không bắt nữa đâu, bắt con chích. Ở đây cá có nuôi nhưng mà ít lắm nha các bạn. Đa phần là ở ngoài thiên nhiên vô. Bạn nào coi kênh mà muốn câu cá đó, có gì liên hệ với mình. Mình dắt lên đây anh này ảnh cho câu cá nha. Ở đây thì được mấy cái mương dày lận nha các bạn. Chắc nãy giờ mình đi trên dưới chắc không phải là 5 cái mương giống vậy rồi. Rộng lắm, dài chắc cả 200 thước ạ. Cà nâu phải không? Hay cà nâu, cà nâu cái này chắc cuốn mình chấm đó. Ăn chay cơ, còn ăn chay trường hả? Cá tê nè, cá tê vàng nè. Dạ, lâu lắm rồi lên đây phủ luôn hả? Này nước mắm đồng nha các bạn. Cá tê vàng nữa. Cá tê chiên giòn. Cá tê vàng, đúng cá tê vàng luôn. Cá tê vàng luôn. Cái này là cái này uống rượu đế. Nằm giảm 200 ngàn chứ. Để thấy uống rượu đế. Ngày hôm mai. Rồi đưa được mai hết 100 triệu. Là cây 50 hả anh? Cây 50. Đẹp lắm. Quanh này là quanh từ 60, năm mấy 60. Đế quá đẹp không? Lúc mai thì đẹp dữ vậy ta. Đế quá, quá dữ không? Mai này 2 cây nha các bạn. Anh nói là 2 cây này nếu được là bán 100 triệu nè. Cây 50. Ủa bị quanh nó được nhiêu anh? Quanh này cái dạng cũng 5 có 50 lên. 50 50 lên. Quay luôn cái tàn luôn. Bị quanh này là cỡ 50 nha các bạn. Có cây mai này cũng ngon nè. Quay lên. Cây mai này còn quanh cũng đã này. 4 triệu. Thì phải có cái này giữ. Cấp này lên mạng 100 triệu bán không? Cấp này lên mạng 100 triệu bán không? Hôm đó để kêu 140 thì chứ 2. Tư. Hấu giá hả? Mãi vô 2 mớ không mãi. Mãi 2 mớ ớt hả? Đây nè, trái chín đây quá chừng nè. Ớt nhỏ hơn kia nè. Nè, chín quá chừng đây nè. Má mẹ nấu nguội quá, mẹ nấu nguội quá. Đó rồi thầy. Giờ cái mẹ nữa. Này rắn hổ dện nấu đậu đen nha các bạn. Hết hồng luôn. Đây là nguyên con 2,6 kg vô đây luôn. Cái nồi đầy nhóc.
nè, anh em mình cũng có dịp lên nhà anh Tư chơi. Để anh Tư, anh Tư chủ nhà ha. Rót rót bia đi tí. Quay món này mày. Cái tia vàng là mày có lóc đồng nè mày. Quên rồi, anh gấp lên giùm em cái. Cá trê vàng đồng nha các bạn. Cái vàng đó, cái tia vàng đồng á. Cá thiên nhiên chứ. Cũng ít lắm, có khoảng 10 con à chứ không có nhiều. Ủa cá trê vàng này ở đâu mà thiên nhiên ra dữ vậy ta? Đúng chứ đâu. Nhà cầm nước lại. Cầm nước lại. Đúng rồi. Dạ, vô. Dạ. Ra đây này, đưa cái này nè. Ủa Dưỡng, cái này là đủ gì Dưỡng? Nói chung là không phải, cái cây là cây khác mà tôi ngâm là ngâm có rượu gốc hoa rồi, gốc cũng nổi à. Cái gì sâm không phải cái gì, lăng hả? Không phải nó cái gì mà sâm ngọc linh. À, sâm ngọc linh nha các bạn. Của lắc lắc đó. Trời ơi, bữa nay ăn đậu rắn mà uống sâm ngọc linh nữa. Cha xíu nhà nàng luôn. Anh năm dở nắp luôn đi năm. Lắc lắc đó, sâm ngọc linh. Cha xíu nhà nàng luôn rồi. Lấy ly rượu đứng đứng. Bữa nay tính ra đặc sản không luôn nè. Rắn nè, rồi cơm mẻ nè. Cá trê vàng nha các bạn. Rồi cá lóc đồng luôn. Sâm ngọc linh nữa. Trời ơi, bữa nay. Vô con. À Dượng, chút nữa uống không hết cho con bảy xị nha Dượng. Trời ơi, về luôn. Tao với Dũng Nam làm này cái cổng như vậy luôn. Hiểu này rồi, tôi rót ra cái để sẵn cái đó. Cái này mới bài bản nè. Vô vô đi anh Tư. Rồi chúc mừng sức khỏe coi đi ha. Sức khỏe. Rồi ai vô vô có dịp lâu lắm mới lên nhà. Bạn nào uống này được uống. Đường mà nó xà quá. Giới tới qua đây. Để qua đây. Ông Tư uống bia không đi. Uống bia đi. Tư uống bia qua đây. Uống trước đi. Uống bia qua đây. Uống bia qua đây. Qua đó, để tao qua đây. Để chén luôn. Để chén đó đi. Dạ, chén chị chưa có muốn. Ủa ngồi đâu cũng được chứ gì, đưa qua chứ gì. Bia sợ lắm. Đi cho đã luôn cái đi. Rồi rồi á. Đứt luộc luôn. Cái sao hả? Ừ rồi. Này nó rót vào bột. Cũng rắn đi ngang tự nhiên. Trời ơi. Trời ơi, con đi câu yêu nga ngoài trời đi à. Nó lại không lấy cái sao? Có gì mới không? Đã lắm anh chồng. Chưa hết khe rồi. Nè để cho ông chủ nhà cái này cho ông quất cái cho đã coi. Trời ơi để đó đi. Ôi, cắt ra cắt ra. Cắt ra chơi. Ăn là đây đây vậy đó nó mới ăn. Cái nào ăn? Ừ. Vậy cho nó ngon. Ủa, vô lạ miệng để cái đó cái cho nó đã. Mà con cái này nó miệng vô đã qua. Nói đâu? Đâu? Mày tính mấy này hả? Nãy giờ làm gì? Cái gì con? Cá. Cá khỏi đi nó chồng con. Cá rồi con ơi. Con đi gì nữa? Con món rượu. Mắm này thơm dữ ta. Sao mắm làm không? Mắm ở nhà ta ủ mà không ngon. Vậy mới ngon. Quá trời quá đất. Cứng cái miếng anh Châu ơi. Lạ. Mày không đế vậy. Ôi đã quá trời luôn. Thôi đó rồi. Lắng đủ cái này đúng bài. Vô đi em, muốn uống ai cũng được. Ồ đúng rồi, cái tri vàng luôn. Vô vô vô. Nhà này mấy hầm giữ nước nó vô rồi hả Tỷ? Mấy trong nãy giờ đó. Trong đám ma nhà trong. Trong kia mà. Trong kia. Trong đây. Ngồi đi con. Hồi nãy kiểu bắt con thả cái móc ba đứa cao bổi hầm rồi dở lên. Mày món cá này vàng tới tháng ngập theo nước ngập cho tao dần lưới đi. Cũng cỡ cá này vàng không đụng đâu. Biết đâu cản không trên đầu đó không người muốn luôn. Cơm mẻ đâu? Cơm mẻ hả mày? Múc ít quá vậy? Chấm đi không? Chấm thử miếng coi. Rồi múc ở dưới hả? Dạ. Múc ở dưới nữa. Nó ba chừng người xuống hả? Đúng rồi. Cầu đất cô. Bánh tráng em phải nhúng nước, nó cứng. Cá dẻo quá. Nè, lấy cái này. Trời ơi, không chịu lấy cái lậu dẻo. Cái dẻo á. Ừ. Nhưng mà mình tính ra đường á cần không không? Thằng dày cho đi lấy đi cho ra đẻ. Rồi không lậu. Năm đem ra. Thôi đậu đen làm ngon hơn. Ta nãy ghé má ăn bánh xèo xong mới về. Không đậu đen. Ghé hai dưới hả? Quá trời ơi, bố rồi. Nó hơi mặn rồi. Con biết đậu đen là gì không? Dạ. Đậu đen hiện giờ 75.000 một tí. Đậu đen mặn hả? Mặn hả? Từ mấy mấy? Mặn đổ nước vô. Đổ nước vô bỏ chiếc đường dặn lại. Thôi đặt rồi. Thôi đặt hả? Rồi thua. Thôi. Chú nấu đậu, tôi nghe tôi đổ 2 lít nước vô đó cũng vậy nữa. Nó đồng quý, nó đậu là mặn là thua.